Tại cung điện, có tiếng gọi của một người phụ nữ cất lên. Ken treo. bà tước ngoảnh mặt lại hướng về phía phát ra âm thanh đó. Người phụ nữ mặc chiếc váy màu lục với dáng vẻ đơn giản, thanh lịch này là nữ hoàng của đế quốc. Theo những gì bá tước được biết, bà ta là một người xa hoa lãng phí, nhưng hôm nay lại chỉ dắt theo hai cô hầu, chẳng lẽ muốn thể hiện rằng mình là người có nhân phẩm. Bá tước cúi người hành lễ, xin chào nữ hoàng, lòng anh thầm nghĩ, có lẽ bà ta muốn giữ thể diện trước mặt kẻ khác, nữ hoàng cất lời, Kenchel đã lâu không gặp. Anh ném ánh mắt sắc lạnh về phía bà ta, "Tôi hiểu chúng ta có mối quan hệ đó nhưng người làm ơn đừng gọi tôi như vậy. Nữ hoàng nhếch miệng đáp, "Có ai biết về chúng ta chứ? Hơn nữa sẽ rất kỳ cục nếu ta thay đổi cách xưng hô." Bà Tước tỏ ra kiên định, mặc dù chúng ta là họ hàng nhưng có lẽ chỉ gặp nhau mỗi năm một lần. Nữ hoàng đột nhiên hỏi, Brielle thế nào rồi?" Bà Tước nói thằng bé vẫn ổn. Bà ta lặng lẽ vò nát bông hoa ở chậu bên rồi cất giọng ấm ức trong khi đó ta chẳng hề nhận tín hiệu gì về việc có con cả bà tước nhàn nhạt, nhạt đáp khi người và đức vua chịu khó hòa hợp thì tôi chắc rằng người sẽ nghe được tin tốt thôi ạ bà ta buông tay ra những cánh hoa hồng rơi lả tả xuống đất nữ hoàng tiếp tục nói về việc kết hôn và cả chuyện người thừa kế của gia tộc bá tước sau cùng bà ta chạm tay lên vai bá tước buông những lời khiến anh dùng mình hai anh em ngài dành cho nhau một tình yêu thật thú vị dứt lời bà ta quay ngoắt bỏ đi Bà tước ném ánh mắt sắc lạnh về phía bóng lưng bà ta. Mới sang sớm, hai cậu bé Brielle và Jaden đã tranh cãi nhau ỏm tỏi những chuyện con nít. Mary phải can ngăn giữa hai người họ nếu không sẽ chẳng biết câu chuyện khi nào có hồi kết. Kể từ khi Brielle bắt đầu lớp học kiếm thuật, người được hưởng lợi nhiều nhất là Barry. Đây là cơ hội để cậu bé trở thành kỵ sĩ bảo vệ cho Brielle vào một ngày nào đó. Mary thầm nghĩ, cũng phải cảm ơn các kỵ sĩ ở lãnh địa bá tước đã chiếu cố cho Barry, nếu không cậu bé chỉ được coi là người trông nom cho cậu chủ nhỏ. Cô tiến đến bưng nước cho một anh kỵ sĩ ngồi kế bên Barry. Anh ta tên Taylor, một kỵ sĩ từ tầng lớp thường dân nhưng rất xuất sắc và cũng là thầy dạy kiếm thuật cho Brielle. Taylor nhận lấy cốc nước và nói lời cảm ơn với Mary. Cô đáp lại, không có gì ạ, anh rất rộng lượng khi đồng ý làm thầy dạy kiếm cho Barry. Tôi là người cảm ơn anh mới đúng. Taylor vui vẻ đáp, có gì đâu ạ, thằng bé cũng tập tành rất chăm chỉ. Cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người đã lọt vào mắt Brielle, cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cậu chạy ra này nỉ, "Taylor, tiếp tục đi, chúng ta đấu thêm hiệp nữa." Taylor bối rối đáp, "Cậu chủ à, sao chúng ta không nghỉ ngơi thêm một chút, hai cậu đều mệt cả rồi ạ." À. "Ta không mệt, Jaden cũng vậy." "Hả?" À. Marie ngây ngốc chẳng hiểu sao hai người lại dồi dào năng lượng như thế. Một ngày khác, Brielle đang cầm dây cương và ngồi trên yên ngựa, cậu lại gọi tên Marie. Sau đó cậu hét toáng lên vì sợ hãi cậu khóc lóc kêu chú người hầu bên cạnh cảm thấy lo lắng chủ nhân có lẽ chúng ta nên bắt đầu với con ngựa nhỏ hơn bà tước trấn an không sao ta vẫn giữ được mary nhìn biểu cảm này của cậu chủ nhỏ mà chỉ muốn cười lớn cậu bé vẫn run rẩy khóc thét cô cố gắng nhịn cười không không được mình phải nhịn bà tước ôn tồn giải thích nếu cháu cưỡi được con ngựa to thì về sau cưỡi con nhỏ sẽ dễ dàng hơn đó là cách tốt nhất để học cưỡi ngựa Brielle vẫn nức nở nhưng mà chú à cháu sợ Bà Tước mỉm cười và thở dài. Được rồi. Anh leo lên ngựa và ngồi phía sau Brielle. Chúng ta cùng cưỡi ngựa nhé. Tiếng ngựa lọc cọc bước nhanh trên nền đất. Hai mắt Brielle ánh lên vẻ hạnh phúc. Cậu bất giác mỉm cười và không cảm thấy sợ hãi nữa. Marie, em đang cưỡi ngựa nè. Cậu bé phấn khởi khoe với cô. Marie tươi tắn vẫy tay với cậu. Bà Tước khẽ mỉm cười. Trước kia người đã dạy anh cưỡi ngựa chính là anh trai. Em thấy chưa? Cưỡi ngựa nhỏ giờ đỡ sợ hơn so với con to này, đúng chứ? anh sẽ cưỡi ngựa cùng em. Khi Mary đang mải dõi theo cậu chủ nhỏ thì có một con vật gì đó tiến lại gần phía cô. Một con ngựa trắng bất thình lình rụi đầu vào Mary khiến cô giật mình. Người quản chủ ngựa vui vẻ nói, có lẽ nó thích cô đó, bảo mẫu, thường nó không hay đến gần ai cả. Chú Bạch Mã rụi rụi mặt vào tay Mary, nó có vẻ rất dịu dàng. Ông ấy ngỏ ý Mary hãy cưỡi thử nó nhưng cô từ chối vì không biết cưỡi ngựa. Taylor từ đằng sau mở lời, vậy tôi có thể giúp cô cưỡi nó được không? anh giới thiệu con ngựa trắng này tên gian và không có nhiều người có thể cưỡi được nó. Nhưng vì hôm nay nó chịu nghe lời Mary nên có thể đây là cơ hội để anh ta và cô cưỡi ngựa cùng nhau mà Taylor không giấu nổi sự hào hứng. Người quản chủ ngựa bồi thêm, nó thực sự là một con ngựa giống tốt, bất kỳ kỵ sĩ nào cố cưỡi nó đều thất bại thảm hại. Taylor nghe vậy thì càng thêm phấn khích. Mary vẫn hơi lo lắng, tôi thử cưỡi ngựa có ổn không nhỉ, Taylor nói, tất nhiên rồi. Bình thường tôi sẽ là thầy hướng dẫn cho Brielle nhưng bá tước dạy riêng cho cậu ấy rồi. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ để tôi tự do. Mary thấy đây là dịp tốt nên vui vẻ đồng ý. Ở kiếp trước, cô đã không thể thử cưỡi ngựa vì trời mưa nên lần này sẽ không để vụt mất cơ hội. Hơn nữa, có vẻ sẽ rất vui nếu cùng cưỡi ngựa với Brielle. Chưa để Mary tưởng tượng xong, Taylor ôm lấy eo cô. Vậy thì xin thứ lỗi cho tôi nhé. Cô ngưng ngác dạ. Chưa mất tới một giây, Mary đã được Taylor bế lên lưng ngựa. Cô hơi bất ngờ trước hành động này của anh. Taylor khẽ nhìn cô mỉm cười. Trong lúc đó, bà Tước và Brielle vẫn đang ở phía bên này thong thả cưỡi trên con ngựa đen. Cậu bé nói, sẽ rất tuyệt nếu Mary cưỡi ngựa cùng chúng ta nhỉ. Bà Tước mỉm cười tán thành. Anh suy nghĩ, có lẽ không phải một ý tồi nếu dạy cô bảo mẫu cách cưỡi ngựa. Nó sẽ rất hữu ích trong những tình huống bất ngờ. Brielle đột nhiên hét toáng lên. Ê, đằng kia. Cậu chỉ tay về phía Taylor đang ôm eo Marie rồi gào lớn. Ngươi đang làm gì vậy hả? Mary bối rối giải thích, cậu chủ nhỏ, tôi đang thử cưỡi ngựa thôi mà. Taylor cũng lên tiếng, yên ngựa cao quá nên tôi đang giúp cô ấy. Chưa nói hết câu, Brielle đã thét lớn ra lệnh, này, muốn động vào Mary phải hỏi ý kiến ta trước. Cộng thêm biểu cảm hằn học của ngài bá tước, Taylor vã mồ hôi khiếp đảm. Brielle nắm chặt tay run lên vì tức giận, miệng cậu khó bật lên câu nói cuối cùng, vì Mary, Mary sẽ. Cậu hét lớn, Mary sẽ kết hôn với ta đó. Lời tuyên bố này khiến toàn thân Bá Tước đóng băng tại trận, chưa gì đã bị cháu trai cũng mất vợ rồi. Một ngày nọ, Bá Tước đang làm việc tại thư phòng thì quản gia nói có thông tin mới từ Derek, hắn ta đã định cư an toàn tại thủ đô. Bá Tước xác nhận và cho quản gia lui xuống. Anh thở phào một hơi coi như đã hoàn thành một việc quan trọng. Anh mở ngăn kéo bàn làm việc ra, bên trong có một cuốn sổ nhỏ. Đây là nhật ký của người anh trai yêu dấu của Bá Tước mỗi nét bút ghi trong sổ in dấu tình thương bao la với người vợ và Brielle lúc đó mới chỉ là đứa bé sơ sinh. Bà tước lật từng trang nhật ký trên tay và thầm nghĩ, sao anh ấy có thể nhắm mắt và bỏ lại đứa con trai bé bỏng ở lại. Chợt có tiếng gõ cửa, bà tước vội gập cuốn sổ lại, vào đi. Ra là Marie, cô muốn bà tước xem thứ gì đó. Bà tước, đây là bánh quy mà chúng tôi đã tự làm. Nhìn những chiếc bánh hình con gấu trông rất đáng yêu, bà tước không khỏi thắc mắc, chúng tôi ư. Marie đáp, Dạ vâng, cậu chủ nhỏ đã giúp tôi tạo hình bằng chiếc khuôn. Bà Tước hơi bất ngờ, thật ư, ta không nghĩ là nó đủ tuổi để làm những việc đó. Chứng kiến Brielle lớn lên từng ngày, đó là một sự đền đáp cho bản thân ta nhưng cũng thật đáng tiếc. Bà Tước ôm chán cười trừ, ta nghĩ một ngày nào đó không xa, Brielle sẽ sớm rời khỏi vòng tay ta thôi. Marie nhìn biểu cảm của ngài ấy và thầm nghĩ, người khác có thể thấy bá tước là một kẻ lạnh lùng và đáng sợ nhưng. Thực tế là ngài ấy không như vậy, Cô có thể hiểu sao ngài ấy lại suy nghĩ như thế? Trước kia khi còn là cô nuôi dạy trẻ thế giới cũ, Marie nhớ như in cảm xúc buồn vui lẫn lộn khi chớp mắt đã thấy những đứa trẻ lớn lên nhanh chóng. Ta chẳng thể nào kêu chúng nó ngừng lớn lên được. Cô cầm chiếc bánh quy và đút vào miệng Bá Tước của ngài này. Bá Tước hơi giật mình trước hành động của cô. Marian ủi, vẫn chưa phải là quá muộn đâu ạ. À. Cô mỉm cười dịu dàng nói, chỉ cần ngài dành nhiều thời gian hơn cùng cậu chủ nhỏ, nói với cậu ấy rằng ngài yêu thương cậu ấy đến nhường nào. Đôi mắt tím đậm của Bá Tước chăm chú nhìn hình dáng lúc này của Mary. "Rồi sẽ ổn thôi, phải không ạ?" À? Marie tươi cười nói, Bá Tước lấy lại bình tĩnh đáp, "À, ừm." Tai ngài ấy hơi đỏ lên khi có một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu, nói rằng ta yêu em. Mary ngước lên bất chợt hỏi, "Bá Tước, mặt ngài sao đỏ lên vậy? Ngài bị sốt sao?" Bá Tước vội vàng đáp, "Không, ta ổn." Cô ân cần đưa tay lên trán của Bá Tước kiểm tra thân nhiệt, "Tôi hy vọng là vậy." Người bà tước hơi trao đảo, dường như những lời sau đó của Marie như mờ đi, những ngày này ngài ngủ đủ không vậy, tôi không nghĩ đã nhìn thấy ngài ra khỏi thư phòng mấy hôm rồi. Bà tước, người anh nghiêng ngả rồi đổ dần về phía trước. Lúc Marie nhận ra điều gì, bà tước đã gục đầu trên vai cô. Cô hét lớn, bà tước. Căn phòng của bà tước được soi sáng nhờ chiếc đèn trùng với nhiều ngọn nến ấm áp. Brielle nhìn anh nằm trên giường lo lắng hỏi, Marie, chú sẽ ổn chứ? Mary cúi người an ủi cậu bé. Quản gia nói ngài ấy sẽ ổn thôi nếu nghỉ ngơi khoảng 3 ngày. Cậu chủ nhỏ đừng lo. Đây là tin tức đặc biệt hệ trọng đối với gia đình bá tước, rằng ngài bá tước, người làm việc thâu đêm suốt sáng, đã bị nhiễm cảm lạnh. Tôi cư xử một cách điềm tĩnh như vậy vì sợ Brielle sẽ trở nên lo lắng hơn nếu tôi trông bất an. Marie dịu dàng nhắc nhở cậu bé, thôi nào cậu chủ nhỏ, cậu có thể bị lây đấy hạ, xin hãy qua chỗ Berry và Ellie. Brielle vẫn cố gắng nài nỉ, nhưng em cũng muốn ở đây với chú cơ cô gạt nước mắt cho cậu bé rồi nhẹ nhàng nói khi nào bá tước khá hơn cậu nên cho ngài ấy biết mặt mạnh mẽ của ngài ấy và đừng lo ạ à, tôi sẽ ở bên cạnh bá tước Brielle phụng phịu đáp Ưm, um, được ạ à. cậu tạm biệt Marie và cùng quản gia rời khỏi phòng đêm đó Marie đã canh chừng bá tước cho tới tận sáng hôm sau trên giường bệnh anh cất giọng khàn khàn ta đã sốt cao nhưng hạ nhiệt đi nhiều rồi giờ ta cảm thấy khá hơn hôm qua anh quay sang hỏi Marie, "Brielle, thằng bé đã khóc sao?" Cô kể lại, "Cậu ấy đã rất lo lắng cho ngài đấy ạ." Bá Tước nhớ lại, lần gần nhất nó khóc là khi nó nói sẽ kết hôn với cô bảo mẫu đấy. Marie bối rối, "Trẻ con thường nghĩ gì nói đấy, xin ngài hãy ăn nhanh lên và đưa bát cho tôi đi ạ." "Ha ha, ta biết rồi." Bá Tước tiếp tục nói, "Ta nghĩ nên nói lời cảm ơn chân thành tới cô." Marie khó hiểu, "Vì sao ạ? Ta nghe quản gia nói cô đã luôn túc trực bên cạnh ta." Marie vội quay đi, "A." À, Do cậu chủ nhỏ đã rất lo lắng nên tôi thay mặt cậu ấy chăm sóc ngài thôi ạ. Cô thầm nghĩ, sẽ rất xấu hổ nếu nói chính mình mới là người lo cho ngài ấy. Bà tước nhếch miệng cười, ta biết rồi, Marie giận dỗi, nếu ngài biết rồi thì làm ơn giảm lượng công việc xuống và dành thời gian đó chơi với cậu chủ nhỏ đi ạ. Ta biết rồi. Mary bưng chén thuốc cho bà tước, nếu ngài dùng bữa xong rồi thì uống thuốc đi ạ. Anh chỉ vào chén thuốc tỏ vẻ chán ghét, nó đắng lắm, Mary ngờ nghịch trước bộ dáng này. À, cô che miệng cười thầm, ngài ấy đang trở nên ngốc nghếch sao? Bà tước lên tiếng, cứ cười đi nếu cô muốn. Mary tắt điện che miệng lại, không lẽ mình cười to quá sao? Cô cố vứt phát hình tượng, ha ha. Nhưng dạo này tôi đã chú ý và thận trọng hơn chút rồi. Anh đáp, đúng là như vậy nhưng ta không thích điều đó. Marie khó hiểu, sao cơ ạ? À? Bà tước nhẹ giọng, ta muốn cô thoải mái khi ở bên ta. Mary trở nên ngây ngốc trước lời nói của ngài bá tước. Cô bối rối hỏi lại, sao ạ? À? Bá Tước khẽ liếc nhìn biểu cảm của Marie. Anh ngại ngùng chữa lại, chẳng phải chúng ta là gia đình rồi sao, hay có mỗi mình ta nghĩ vậy? Marie vô thức đáp, dạ phải ạ, à, cũng được vài năm kể từ khi tôi chuyển tới sống ở dinh thự Bá Tước rồi. Trong lòng cô rộn rạo cảm giác kỳ lạ, thật bất ngờ, quả thực mình nghĩ đã thân thiết với Bá Tước như với Brielle nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được nghe những lời như thế, Marie vừa nghĩ vừa nhìn Bá Tước cầm chén thuốc cố gắng uống hết. Cô cau mày nghĩ ngợi, vì một vài lý do mà giờ mình cảm thấy hơi hối hận nếu mình biết điều vừa rồi có thể xảy ra, có lẽ mình sẽ ít nguyền rủa ngài ấy hơn khi đọc cuốn tiểu thuyết. Nhìn anh khoe chiếc chén sạch bong thuốc, Mary thầm nghĩ bà Tước Kenchel là một nhân vật phản diện đã nhận nhiều lời chỉ trích từ các fan ruột của nhân vật chính trong đó có mình. Nhưng mình nghĩ là có thể hiểu cho ngài ấy nếu có ai đó hãm hại Brielle thì mình không chắc rằng sẽ không giống như ngài Kenchel trong nguyên tác. Nghĩ tới đây, Mary đột nhiên hỏi bà Tước. Ngài có từng gây thủ oán với ai không? Bá tước tỏ ra bất ngờ, thủ oán với ai ư? Cô bối rối giải thích, ý tôi là ví dụ như ở cơ quan có người bị cản trở bởi lời nói vô tình của bá tước, hoặc một cấp dưới viết đơn từ chức rồi bỏ đi, hay trong số những người hầu trong phủ. Bá tước làm bộ như bị tổn thương, hình tượng thường ngày của ta là như vậy sao? Marie vội vã xua tay, ôi không, tôi không có ý đó. Cô cười trừ, chỉ là giả dụ thôi ạ, bá tước trả lời, không có chuyện đó đâu. Anh quay mặt sang chỗ khác, Mary thầm nghĩ, bà tước trả lời rất nhanh chóng, thật khó để tin vào điều đó, có ổn không nếu mình gặng hỏi nữa. Cô bưng khay ra ngoài và cẩn thận nhắc nhở, được rồi, giờ ngài an tâm tĩnh dưỡng nhé. Bà tước nhìn bóng lưng Mary rời đi, anh trầm ngâm suy nghĩ, gây thù chúc oán với ai đó. Cô ấy hỏi vì những lời mình nói lúc đó ư. Bà tước ngả lưng nhìn lên trần nhà suy nghĩ, thật ra có vài người thù hận mình khi mình lên nắm giữ vị trí thủ tướng, nhưng điều mấu chốt là, Họ không hề nhắm vào mình mà lại là Brielle. Ai đó có ác cảm với anh trai mình sao? Nhưng mình không nghĩ vậy. Anh ấy không hề có kẻ thù. Hơn nữa, có thể lòng thù hận này tới từ cha mẹ mình, những người đã bỏ mạng sau khi bị cuốn vào sự cố đó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Bá Tước. Không thể nào. Sáng hôm sau, Brielle hí hửng chạy tới chỗ ngày Bá Tước hỏi thăm. Chú ơi, chú đã khỏe lại chưa ạ? À? Bá Tước mỉm cười dịu dàng đáp lại. Ừm, sau khi nghỉ ngơi, chú cảm thấy khỏe hơn rồi. Brielle giơ một vật trong tay rồi nói, "Cháu sẽ cho chú cái này." bà Tước hỏi, "Gì vậy?" Cậu bé xòe tay ra, đó là một chiếc kẹo bọc giấy đỏ. Cậu cười tít mắt nói, "Cháu sẽ cho chú cái này như là một phần thưởng đặc biệt vì chú đã không sợ thuốc đắng." Bà Tước ngơ ngác hỏi, "Sao cháu biết chuyện đó?" Brielle chống nạnh tỏ vẻ tự tin, "Cháu có cách riêng của mình để biết mọi thứ." Từ đằng sau Mary chạy vội ra, "Cậu chủ nhỏ, cậu không thể chạy đi như vậy được." Briell rạng rỡ khi thấy cô, cậu bé reo lên Mary, bà tước cười trừ chất vấn là cô đã nói cho Brielle biết về cái lúc tôi phàn nàn sao? Mary trột dạ, a, à, ai lại đi phàn nàn như vậy không? Bỗng nhiên bà tước như nghĩ ra điều gì, anh nói với Mary, giờ mới nhớ ra, ta có chuyện này muốn hỏi. Tại phòng trà, Mary tỏ ra bất ngờ, học viện sao ạ? Bà tước ngồi đối diện dùng giọng nghiêm túc nói, ta muốn hỏi Barry trực tiếp nhưng vẫn muốn lấy ý kiến của cô trước, sẽ có giới hạn trong việc giảng dạy của cô ở đây. Mary ngập ngừng một hồi lâu. Cô nghĩ việc tới trường đối với Barry, đứa trẻ tới từ gia tộc đã lụi bại, là cơ hội không thể nào tốt hơn. Do học phí đắt đỏ, kể cả những gia đình quyền quý nhất cũng chỉ có thể gửi người con trai cả tới trường. Mình nghe rằng các kỵ sĩ tốt nghiệp học viện thường được đối xử rất khác. Mary lo lắng đáp, tôi biết đây là một cơ hội tốt nhưng đề nghị này quả là quá sức. Tôi đã nhận rất nhiều từ ngài. Bà tước thở dài, Taylor đã nói với ta rằng Barry rất khá ở mảng kiếm thuật. Nếu là người ta quen biết mà có tài năng về kiếm thuật, ta sẽ không ngần ngại để cậu ấy tự mài rũa bản thân. Nếu Barry lớn lên và trở thành một kỵ sĩ, nó cũng giúp ích cho gia tộc chúng ta. Và như ta đã nói rồi đó chúng ta là một gia đình mà, Mary ấm lòng khi nghe những lời nói ấy từ bá tước. Cô trở nên quả quyết, không ai là an toàn cả, trừ khi tên thủ phạm đã phái sát thủ bị bắt đi, thật tốt nếu cậu bé có thể tự bảo vệ bản thân. Mary thẳng thắn trả lời, tôi cũng mong Barry sẽ tới học ở học viện, à, tất nhiên nếu đó là điều thằng bé muốn. Nghe chú và Marie nói chuyện, Brielle sực nhớ ra thầy gia sư có nói do trường học ở khá xa nên chỉ có thể về nhà vào kỳ nghỉ. Cậu bé hét toáng lên, không, sau đó chạy đi ngay lập tức, cả Marie và bá tước đều bất ngờ, cậu chủ nhỏ. Tòa dinh thự bá tước vẫn yên bình như nó vốn có, nhưng trong lòng mọi người man mác buồn vì sắp phải tạm biệt Barry lên đường tới trường. Dù vậy họ vẫn tới chúc mừng cậu bé, chỉ trừ một người duy nhất. Cậu chủ nhỏ, tiếng Barry vang lên gọi Brielle trong khu vườn dinh thự bá tước. Sau một hồi tìm kiếm, Barry đã thấy cậu bé ở phía sau bồn hoa. Brielle ngồi thu lưu ở một góc nhỏ khó thấy, trông cậu có vẻ buồn bực. Cậu có chắc là không muốn nói gì trước khi tôi rời đi không? Barry vẫn cố dỗ dành, này, sao cậu chủ nhỏ lại như vậy? Brielle quay ngoắt mặt đi. Giọng cậu bé rưng rưng và có tiếng nấc nhẹ, họ nói rằng ngươi sẽ rời xa ta. Barry cảm thấy xót xa, cậu chủ nhỏ. Cậu buồn vì tôi sẽ rời đi tới học viện sao? Brielle không nói gì mà nước mắt rơi lã chã. Barry bắt đầu ngấn lệ trước những tình cảm mà cậu chủ nhỏ dành cho mình. Cậu xa xuống ôm chặt Brielle vào lòng. Brielle cố ngăn tiếng nấc nhỏ giọng thủ thỉ. Nếu người anh của ta rời đi, ta sẽ chăm chỉ học kiếm thuật thật nhiều. Sẽ không có ai đấu kiếm cùng ta cả. Ta sẽ không đòi ngươi phải đón ta nữa. Vậy nên là... Barry cảm thấy ấm áp khi nghe những lời nói đó. Cậu thầm nghĩ, mình biết trường học là một cơ hội lớn tới nhường nào. Thật khó để từ chối chuyện này. Cậu chủ nhỏ liên tục gọi một đứa em của người làm là mình như là anh trai của ngài ấy. Thật là một đứa trẻ thông minh và tốt bụng. Barry chìa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Brielle. Cậu đặt tay lên ngực chân thành nói: Tôi chắc chắn sẽ trở lại như là một kỵ sĩ xuất sắc. Ngài sẽ như vậy chứ chủ nhân của tôi. Brielle buồn bã đáp: Ta vẫn chưa đủ tốt để trở thành chủ nhân đâu. Barry an ủi cậu bé: Ý cậu chủ nhỏ là sao chứ? Cậu là một người ngọt ngào và ấm áp như thế đã đủ tốt rồi ạ. À. Riel cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu bé nắm chặt tay Đáp, "Vậy thì, ta sẽ trở thành người mà anh trai của ta không cảm thấy phải hổ thẹn, hãy nhanh chóng trở thành kỵ sĩ giỏi giang và trở lại bên ta nhé." Berry cười tươi đáp, "Dạ được." Cứ như thế, Berry tạm biệt mọi người và rời đi để tới trường học. Sau khi cậu bé đi, Ellie là người cô đơn hơn cả. "Ellie." Giọng Mary gọi ra từ phía sau, "Chúng ta ra ngoài vào tối nay nhé." Cô bé bất ngờ khi được rủ đi, "Như vậy có được không ạ?" À? Mary vui vẻ đáp, được mà, hôm nay là ngày lễ sinh thần của đức vua nữa, sẽ vui lắm đấy. Trong suốt những ngày diễn ra lễ hội, tất cả cửa hàng tại đế quốc sẽ tung hoa ăn mừng, các nhạc công sẽ kéo đàn mỗi tối. Mary thầm nghĩ, lâu đài sẽ tăng cường an ninh trong suốt dịp này nên chắc sẽ ổn thôi. Nếu tự ra ngoài một mình, cô lên tiếng, chúng ta hãy lượn nhanh một vòng trong lúc cậu chủ Brielle đang ngủ nhé. khắp các con phố đều tràn ngập hoa và giấy màu, hai bên ven đường các sạp tiệm bày bán nhiều mặt hàng và đồ ăn thức uống, không khí rất nhộn nhịp và vui vẻ. Ellie được chị mình đãi một xiên thịt nướng thơm phức. Sau đó cô bé chỉ ra chỗ đằng kia và kéo Mary đi cùng. Hai chị em hòa vào đám đông đang nhảy múa, nắm tay nhau dậm những bước nhảy vui tươi. Ellie cười rạng rỡ giữa bầu không khí náo nhiệt của ngày lễ hội. Có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô bé bên cạnh người chị mình. Bỗng có ai đó gọi Mary lại, cô bảo mẫu. Ra là thầy gia sư dạy học cho Brielle, anh thân thiện chào cô, rất vui khi được gặp cô ở đây. Marie vui vẻ đáp lại, ngài gia sư, đã lâu không được gặp thầy, anh ta cãi đầu nói, ha ha, dạ phải, tôi đã rất bận với các lớp học. Ellie ở bên cau mày trước người đàn ông lạ, cô chưa nhớ nổi anh chàng này là ai. Marie lên tiếng nhắc nhở, đây là ngài Jules, gia sư của chúng ta, cô bé kêu à một tiếng. Jules nở một nụ cười thân thiện chào Ellie, tay đưa bông hoa cho cô bé. Sau đó, anh ta lịch sự rủ Mary cùng đi uống gì đó. Ellie phấn khích kêu lên, "Cháu thích nước cam." Jules vui vẻ đáp, "Được, nếu cô bảo mẫu không thấy phiền thì chúng ta uống nước cam nhé." Mary hơi ngập ngừng nhưng vẫn đồng ý. Dưới tay nghề của chủ tiệm, thứ nước màu vàng từ từ làm đầy chiếc ca gỗ. Jules nói, "Để lần này tôi mua cho mọi người." Mary bối rối, "Ồ, nhưng có hai cốc tính cả Ellie nữa ạ." À. Trong lúc hai người lớn đang nói chuyện qua lại, Ellie sáng bừng con mắt vì được thưởng thức ly nước cam ngọt ngào. Trên hết, cô được chứng kiến đôi trai tài gái sắc đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Mắt cô long lanh như ngàn sao vì phấn khích. Cô bé thầm nghĩ, ngài ba tước trông ngầu hơn nhưng sau tất cả ngài ấy vẫn là người mà chẳng ai có thể rời mắt. Khi họ trưởng thành, đến một thời điểm nào đó họ sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình. Ellie nhớ có một chị nào đó đã từng dặn cô rằng, nếu thấy người lớn có những hành xử kỳ lạ với nhau thì phải biết đường tránh ra chỗ khác và cho họ không gian riêng tư. Cô bé vội quay sang nói với chị mình, em đi nhà vệ sinh đây ạ, à? Marie khó hiểu, hả? À. Chưa kịp làm gì, cô bé đã chạy mất, Marie gọi với theo, Ellie, đừng có chạy đấy. Dures cười nói, cô có đứa em gái vui tươi thật đấy, Mary đáp lại, dạ vâng, không giống tôi, con bé rất vui tươi. Trong lúc hai người lớn tiếp tục nói chuyện, Ellie đã có cho mình một bên góc tường ẩn nấp để chứng kiến sự phát triển tình cảm giữa họ. Dures chuyển chủ đề nói về Brielle đôi lúc tôi nghĩ cậu chủ nhỏ giống như đứa em trai hay gắt gỏng. kể cả lúc cậu bé nghe lời thì vẫn trưng bộ dạng ấy, nhưng khi nhắc đến việc gì liên quan đến cô bảo mẫu, cậu ấy sẽ nhanh chóng trở nên tức giận. Mary nghe xong liền mỉm cười. Cô thầm nghĩ mình chẳng biết cậu bé có ý gì không nhưng thật là dễ thương. nhìn hai anh chị vui vẻ cười nói, Ellie ở bên này cũng bất giác vui lây. Hy vọng là chị mình thấy hạnh phúc. Đêm nay là ngày trăng tròn. Bà Tước vẫn ngồi trong thư phòng xử lý nốt đống tài liệu. Anh thầm nghĩ ngày nay đến thật là nhanh. khi ta nói ngày này có nghĩa là ngày sinh thần của đức vua và cũng chính là ngày đầu tiên Brielle diện kiến trong cung điện. hôm nay cậu bé ăn vận rất bảnh bao, tóc cậu được chảy gọn gàng để lộ khuôn mặt sáng sủa. trông em thế nào chị Marie? Marie ôm hai má reo lên, cậu đẹp trai lắm cậu chủ nhỏ. trong tất cả những người tới dự buổi hôm nay, cậu sẽ là người ngầu nhất đấy hạ. Brielle dạng dỡ hỏi, thật ư? còn hơn cả chú của em nữa ư? Marie hưng phấn trả lời tất nhiên rồi ạ à khỏi cần so sánh luôn cô không biết là có bước chân đang khựng lại phía sau bà tước khoanh tay mỉm cười tự diễu ta không biết là bản thân thậm chí còn chẳng được đem đi so sánh đó Marie vô thức che miệng mình lẩm bẩm ngài bá tước trong lòng thầm nghĩ ngài ấy trông đẹp trai hơn và khỏe khoắn hơn thường ngày nữa cô vội vã chữa lời tất nhiên là phải so sánh với ngài rồi ạ à. bá tước phì cười đáp một kết cục thật là cay đắng Brielle kéo vạt áo bá tước hỏi chú ơi trông cháu thế nào ạ à? Bá tước quỳ xuống bế cậu bé, để ta xem nào. Anh nhấc bổng cậu bé lên cao rồi đáp, trông cháu ngầu lắm đấy, Brielle vui vẻ cười tươi. Mary cảm thấy trong lòng thật hạnh phúc, mình nhớ rằng một gia đình quý tộc nào cũng phải chuẩn bị cho ngày này, cậu phải làm cho tốt đấy cậu chủ nhỏ, mặc dù vấn đề không phải ở chỗ Brielle. Tại sảnh cung điện nguy nga tráng lệ, tiếng người hầu vang lên, ngài bá tước và người kế nhiệm. Sự xuất hiện của bá tước và Brielle khiến không ít các nhân vật khách mời xì xào bàn tán đằng sau lưng, Người thì to nhỏ chuyện chưa hoàn thành công việc mà ngài ấy giao phó Người thì tỉ tê chuyện cưới gả vào nhà bá tước và vẻ ngoài đáng yêu của Brielle Nhưng điều khiến ngài bá tước khó chịu nhất là khi có người rủ rỉ nhau về chuyện cô bé nào sẽ may mắn được kết thân với cậu chủ nhỏ Bỗng có một người tới gọi làm bá tước phân tán những lời nói không hay Ngài bá tước, cậu đây rồi Anh chàng này là nam tước cha của Jaden, người bạn tóc đỏ của Brielle Bá tước cục cằn nói, cậu đến hơi muộn rồi đó, vợ cậu dạo này khỏe chứ Nam Tước cười trừ, à ừ, cô ấy vẫn khỏe. Jaden cũng đi theo cha mình tới buổi diễn kiến. Cậu bé vừa gặp Brielle đã thủ thỉ sửa lại lời nói dối của cha. Không phải đâu, mẹ tớ nói nếu cha không về đúng giờ thì sẽ xử lý ông ấy. Nam Tước vội che miệng thằng con lại, mặt thì vẫn tươi cười với anh bạn phía trước. Bá Tước nghĩ thầm, có vẻ như đôi chim cu tai tiếng thể non hẹn biển giờ đang cãi vã. Từ đằng sau, có tiếng một người phụ nữ cất lên, xin chào những quý ngài trẻ tuổi, Riel và Jaden hướng mắt về phía ấy. Đây là con gái ta Ayla, một cô bé mắt nâu từ đâu xuất hiện. Người đàn ông khác chen vào, đây là lần đầu đứa con trai của ta trình diện, vì vậy mong hai đứa có thể trở thành bạn bè. Người phụ nữ ban nãy lấn tới, khiêu vũ với Ayla thì sao nhỉ? Hai cậu bé bối rối đáp, ta vẫn còn nhỏ lắm nên khiêu vũ thì. Tôi cũng vậy ạ. À. Bà Tước thấy cháu trai bị dồn ép, anh liền đi tới ném cho họ cái nhìn lạnh lùng và gần giọng, đủ rồi đấy. Mấy người ngay lập tức sợ hãi tản ra xa, Nam Tước vỗ lưng trấn an bạn mình, thủ đô vẫn như vậy nhỉ? Bà Tước ôm chán tỏ thái độ ghét bỏ, đó là lý do tôi ghét việc xã giao. Một nơi mà mọi người chẳng quan tâm tới lũ trẻ, sử dụng chúng như một món đồ để đạt được lợi ích của mình. Lần này bà Tước đã định tới dự cho nhanh rồi rời đi nhưng có một sự cố đã xảy ra. Đức vua tươi cười nói với bà Tước, cuối cùng cậu đã tới đây rồi, ta đã chờ cậu tới tuyệt vọng làm sao? Bà Tước và Brielle quỳ gối hành lễ trước người đứng đầu vương quốc. Đức vua tiếp tục mở lời, vậy ra đây là cậu bé briel đó cháu thật là lễ phép đột nhiên briel cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy thứ gì đó hai mắt cậu mở to đôi má ửng hồng thì ra là chiếc vương miện bằng vàng khảm đá quý đang sáng lấp lánh trên đầu nhà vua cậu bé quay sang thì thầm lẩm bẩm với bá tước đầu gối cháu đau quá mà vương miện to trả bá người chú nhìn cậu bé khẽ cười đáp đúng vậy nhà vua khoai trí trước màn biểu cảm này của bá tước ông ta nghĩ ta biết cậu có thể cười được như vậy mà Đức vua hướng về phía Brielle nói, lại gần đây nào. Cậu bé quay sang phía người chú ngỏ ý muốn xin phép, bà tước gật đầu đồng ý. Brielle chậm rãi tiến gần tới chỗ của nhà vua, ông ta khen ngợi, tốt lắm. Chợt cậu bị luồn tay qua eo khiến toàn thân giật nảy mình. Bà tước lập tức xa sầm mặt mày, điều gì sẽ xảy ra với Brielle, các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để đón xem tập tiếp theo nhé.